Mời em cùng với thầy và Toleha.vn chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu về tính chất ancol. Và sau đây chúng ta đến với phần C lớn, đó là tính chất hóa học. Như thường lệ, khi nghiên cứu về các tính chất của hóa chất cơ, trước khi chúng ta tìm hiểu tính chất đặc trưng của hóa chất cơ đó thì thầy cho mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phản ứng đốt cháy. Phần một lớn đó là về phản ứng đốt cháy. Tất cả hóa chất cơ đều dễ dàng bị đốt cháy. Có rất nhiều câu hỏi trong đề thi, bài tập trong đề thi người ta khai thác cái vấn đề này. Về phương trình tổng quát khi đốt cháy ancol, đây là một ancol bất kỳ, nó có công thức là CnH2n cộng 2 trừ 2k trừ x OH lần cộng oxy thu được CO2 nước. Chúng ta nhìn thấy đây là những hệ số cân bằng rất là cồng kềnh, đúng không, của anh oxy, của anh nước này, đúng chưa? Vậy thì làm thế nào để cân bằng? Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Về mặt công thức, nhiều bạn nhìn với công thức này các bạn cảm thấy rất là choáng ngợp, hoang mang, không hiểu vì sao nó lại là như thế này. Thì đây, bây giờ thầy nhắc lại cho các bạn, một ancol bất kỳ, một hydrocarbon bất kỳ, một hydrocarbon bất kỳ, nó có công thức là gì ạ? CnH2n cộng 2 trừ 2k. Đồng ý chưa? Đây là một hydrocarbon bất kỳ. Với k, nó là số cái pi vào vòng nhá. K nó sẽ bằng pi cộng vòng phân tử. Rồi, chúng ta học ancol đúng không? Chúng ta biết rằng ancol là gì ạ? Ancol là gì? Ancol là hợp chất mà có nhóm OH liên kết trực tiếp với lại carbon, đúng không ạ? Carbon no. Khi bây giờ nếu mà thầy thay thế một H ở trong hydrocarbon này bằng một OH thì tôi sẽ thu được là ancol. Chúng ta chỉ phải thay thế như vậy thôi, được chưa? Chúng ta sẽ thay thế H ở trong đâu ạ? Ở trong hydrocarbon bằng gì ạ? Bằng nhóm OH. Thì lúc này thì mình sẽ thu được là gì ạ? Thu được ancol nhé các em. Được chưa ạ? Đây, nhớ nhá. Thay thế H ở trong hydrocarbon bằng nhóm OH thì thầy cho mình sẽ thu được là gì ạ? Thu được là ancol. Nhớ chưa? Rất dễ thôi. Đây. Từ công thức là CN là cộng 2 trừ 2K thì mình có thể suy ra được. Nếu bây giờ thầy, giả sử thầy thay XH, đúng không? X nguyên tử hero bằng gì ạ? Bằng X cái nhóm OH. Thì lúc này mình sẽ được công thức là gì nào? Công thức của tôi sẽ là CnH2N cộng 2 trừ 2K, đúng không? Mất đi XH trừ X. Thay vào đó là gì? X nhóm OH. OH tất cả X lần, được chưa? OH X lần. Đấy, đây là công thức của một ancol bất kỳ nha các em.